Thưa bà con, gà chọi, gà tre đang lúc này bà con nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Mô hình cùng kỹ thuật nuôi được giới thiệu trong bản tin Làm Nông Thông Minh hôm nay. Giá cả một số mặt hàng nông sản cùng những mô hình nông nghiệp đáng quan tâm khác có trong chương trình. Hiệu quả mô hình nuôi tôm trong ao nổi. Xen canh trồng bưởi da xanh ruột đỏ, lời 100 triệu đồng. Nghề nuôi gà cho hiệu quả kinh tế cao, an toàn cho sức khỏe. Giá lúa ở đồng bằng sông Cửu Long liên tục biến động theo chiều hướng tăng cao. Mặt hàng tăng giá mạnh nhất là lúa IR504 bán tại ruộng. Tuần trước loại lúa này có giá từ 5.500 đến 5.600 đồng một ký, thì tuần này đã nhích lên 5.700 đồng một ký. Trong khi đó, lúa khô IR504 vụ đông xuân được các chủ dựa bán lại với giá 7.500 đồng một ký. Các loại lúa thơm như Jasmine 85 giá 6.500 đồng một ký mua tươi, so với 10 ngày trước, giá này đã tăng 500 đồng một ký. Hiện thanh long ở Đắk Lắk đang vào chính vụ, song do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá thanh long đang giảm mạnh. Trái to, đẹp, hiện chỉ còn từ 2 đến 3.000 đồng một ký, thương lái còn không muốn mua. Trong vòng 10 năm, đây là lần đầu tiên loại trái cây này rớt giá thê thảm nhưng vẫn không bán được. Tại đồng bằng sông Cửu Long, giá cá tra tại các địa phương như Cần Thơ, Đồng Tháp có chiều hướng tăng nhẹ khoảng 500 đồng một ký, lên mức 18.000 đến 18.500 một ký. Nguyên nhân là do một số công ty lớn xuất hàng đi Mỹ, mua tăng trở lại khiến giá nhích nhẹ lên. Tương tự, giá tôm thẻ nguyên liệu cũng có chiều hướng nhích nhẹ. Hiện giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau đang dao động trung bình 170.000 đồng một ký. Dù giá có nhích nhẹ lên chút đỉnh nhưng điều đó đang mang lại niềm vui không nhỏ cho nông dân. Hiện bà con đang kỳ vọng với cách nuôi theo hướng công nghệ cao, loại thủy sản này có chỗ đứng vững chắc. Bạc Liêu là một trong những tỉnh đi đầu về diện tích sản xuất, sản lượng và chất lượng tôm nuôi. Tỉnh đã và đang nhân rộng mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn. Bên cạnh đó, mô hình nuôi tôm sinh thái như là nuôi quảng canh, tôm rừng, tôm lúa đã tạo nên con tôm sạch được thị trường xuất khẩu ưa chuộng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa phê duyệt đề án xây dựng tỉnh này thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước với vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Mục tiêu đưa tỉnh này đi đầu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú. Theo đó, mục tiêu của đề án là phát triển tỉnh Bạc Liêu trở thành đầu mối của ngành tôm, đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ cao cho hai đối tượng tôm nước lợ, chủ lực là tôm thẻ chân trắng và tôm sú. Bên cạnh đó, Bạc Liêu sẽ là đầu mối liên kết các tỉnh trong cụm sản xuất tôm của cả vùng, nơi có sức hút với các nhà đầu tư. Bạc Liêu đặt ra trong năm 2020 có vùng sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao từ 32 đến 35 tỷ con giống và đến năm 2025 là từ 40 đến 45 tỷ con giống, đảm bảo chất lượng đạt 90%, đáp ứng nhu cầu giống tôm nuôi của tỉnh và xuất sang các tỉnh lân cận. Để đạt các mục tiêu đề ra, tỉnh này thực hiện hàng loạt giải pháp về cơ chế và chính sách quản lý nhà nước và cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư, thị trường tiêu thụ, tổ chức sản xuất, cơ sở hạ tầng, khoa học và công nghệ, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Cũng mô hình nuôi tôm, tỉnh Cà Mau trước đây chọn nuôi nhiều bằng ao đất trải bạc. Nhưng thời gian cho thấy, dịch bệnh bên ngoài có thể thẩm thấu qua lớp bạc, tác động đến môi trường ao nuôi, gây bất lợi cho tôm nuôi. Vì thế, một kỹ thuật nuôi mới đang được bà con mở rộng với nhiều kỳ vọng. Mô hình nuôi tôm trong ao nổi không những kiểm soát được chất lượng nước tốt hơn mà còn giảm đi đáng kể trong quá trình sản xuất. Chính những ưu điểm này mà thời gian gần đây, nhiều hộ nuôi tôm trong địa bàn tỉnh đã chuyển sang thực hiện mô hình nuôi tôm trong ao nổi. Anh Võ Văn Đỏ ở ấp Cái Đôi, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân cho biết, cả 3 vụ nuôi trong ao nổi, kết quả đều rất thành công. Tôm đạt năng suất cho lợi nhuận cao, bởi chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn so với ao đất trải bạc, nhân công cũng giảm, đặc biệt giảm từ 40 đến 45% lượng điện tiêu thụ trong quá trình vận hành giàn quạt tạo oxy cho tôm. Ngoài ra, một trong những ưu điểm của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong ao nổi là không làm xáo trộn đất, có thể xây dựng ao bất cứ thời điểm nào trong năm. Đặc biệt, tại mỗi ao nuôi có lắp hệ thống quan trắc tự động các yếu tố môi trường, từ đó kiểm soát chất lượng nước được tốt hơn.
Chi phí đầu tư thấp, quy trình kỹ thuật nuôi phù hợp với điều kiện và khả năng của nông dân, nên mô hình nuôi tôm trong ao nổi đang được ngành chuyên môn khuyến khích áp dụng và nhân rộng để phần nào giảm bớt chi phí sản xuất trong điều kiện giá tôm nguyên liệu còn bấp bênh như hiện nay. Mấy năm qua thì bưởi da xanh ruột đỏ là một trong những loại trái cây giúp cho nông dân chuyển đổi hiệu quả vì được thị trường ưa chuộng. Ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, một số nhà vườn đang có thu nhập 100 triệu mỗi năm nhờ bưởi da xanh ruột đỏ. Loại trái này được cái là trồng xen canh như các loại cây ăn trái khác, tạo nên giá trị rất cao. Đây là vườn cây ăn trái của gia đình bà Danh Thị Ảnh ở xã Mông Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, với diện tích 5.000 m2 đất vườn. Bà Ảnh đã tận dụng trồng xen các loại cây ăn trái như mít, xoài, sầu riêng và các loại rau củ. Trong đó, giống bưởi da xanh ruột đỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Sau lần thử nghiệm từ 20 gốc được 7 năm tuổi, bà quyết định đầu tư vốn để mở rộng diện tích trồng bưởi da xanh ruột đỏ này. Bưởi da xanh ruột hồng sau 3 năm trồng sẽ cho thu hoạch. Đặc điểm nổi bật của giống bưởi này là vỏ trái lúc nào cũng có màu xanh thẫm, chỉ khi chín thì hơi ngả sang màu vàng. Ruột bưởi luôn có màu hồng đỏ, muối rất dễ tách và ăn giòn, ngọt, không hạt. Hàm lượng vitamin cao nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Trung bình một năm, mỗi gốc bưởi thu hoạch được 2 lần trái. Mỗi cây bán trái được khoảng 3 triệu đồng. Những trái bưởi da xanh ruột đỏ nặng trĩu, đẹp mắt và bán giá cao trên thị trường đang thôi thúc nhiều nhà nông chuyển hướng canh tác. Bằng cách xen canh thêm một số loại cây ăn trái hợp lý, thu nhập hàng 100 triệu một năm là điều nằm trong tầm tay của nhiều bà con. Thưa bà con, mận nông nghiệp giờ đây thì yếu tố sạch, thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe luôn là tiêu chí để đánh giá giá trị sản phẩm. Với mong muốn tạo ra những sản phẩm thịt an toàn cho sức khỏe, anh Đặng Thanh Trang ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai mô hình nuôi gà ác với số lượng lớn khá quy mô. Chỉ sau vài lứa xuất bán, mô hình này đã bắt đầu mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho gia đình anh. Từ đầu năm 2019, anh Đặng Thanh Trang ở thôn Xuân Mỹ, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nhập về từ Đắk Lắk 700 con gà ác, thả nuôi tại khuôn viên vườn nhà. Sau khoảng 10 năm tìm hiểu về mô hình và ấp ủ cho niềm đam mê có một trang trại cho riêng mình. Bước đầu, anh Trang nhận thấy mô hình này đã mang lại hiệu quả với những đàn gà khỏe mạnh, lớn nhanh từng ngày. Từ khâu chuồng trại đến thức ăn, chăm sóc đều được anh Trang chuẩn bị kỹ lưỡng. Cách nuôi và chăm sóc gà ác không khác biệt mấy so với các giống gà khác. Tuy nhiên, lợi nhuận mà gà ác mang lại cao hơn. Từ khi gà được khoảng 2 lạng đến 1,2 kg đều có thể xuất bán. Dự kiến chỉ cần nuôi khoảng 1.000 con, anh Trang có thể thu về hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Gà ác là giống gà có thịt đen, xương đen và ngoại hình nhỏ, lông trắng. Đây là một giống gà được nhiều người ưa chuộng từ lâu, tốt cho sức khỏe, nên được nhiều người chọn thả nuôi nhỏ lẻ. Thế nhưng nuôi gà với số lượng quy mô như anh Trang thì khá hiếm ở Quảng Ngãi. Cùng với việc chăm sóc gà tương đối đơn giản và đầu ra ổn định như hiện nay, thì đây là mô hình cần được khuyến khích nhân rộng để tăng thu nhập cho người dân địa phương. Nếu không nuôi gà ác, thường thì bà con hay nuôi phổ biến gà gì ạ? Gà nòi, gà tre, những loại siêu nạc. Ở miền Bắc thì còn nuôi nhiều gà đông tảo, nhưng mà chọn nuôi gà chọi hay còn gọi là gà đá để lấy thịt thì rất ít đúng không Quỳnh Như? Chính cái ít đó mà một anh nông dân sau đây lại đi đúng hướng, vừa nuôi gà để đá, để lấy thịt và cả bán giống nữa. Trong thời buổi làm ăn khó khăn như hiện nay, việc chọn đúng đối tượng nuôi để cho ra thị trường đều không hề dễ dàng. Và quan trọng là chúng ta chớp lấy cơ hội để phát triển hơn không thôi. Gia đình anh Đỗ Nhật Trường ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên có thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng từ việc nuôi gà đá. Chỉ với diện tích 500 mét vuông, anh cho xây dựng chuồng trại và tập trung vào phát triển mô hình. Dĩ nhiên, ban đầu nuôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc gà chọi vì chưa nắm rõ kỹ thuật, các cách phòng trị bệnh cho gà. Gà thịt, mỗi tháng anh xuất bán bình quân khoảng 100 kg, giá dao động từ 110.000 đến 120.000 đồng một kg. Cao hơn giá gà bình thường từ 10.000 đến 20.000 đồng một ký. Loại gà này có sức đề kháng tốt nên khâu chăm sóc dễ hơn gà bình thường, nhưng phải ở nơi rộng rãi, thoáng mát để chạy nhảy, phát triển cơ. Chuồng trại phải luôn sạch sẽ, thức ăn cho gà cũng rất kỳ công. Gà chiến ăn thức ăn khác với gà chọi thịt. Cơ ngơi này khá vững chắc ở vùng ven biển đầy nắng và gió. Hy vọng với thị trường gà đá hiện nay đang khan hiếm, cung chưa đủ cầu sẽ là động lực giúp cho anh phát triển mở rộng mô hình hơn nữa.
Với những bà con đang muốn chăn nuôi thì chúng tôi nghĩ là mình không nên làm y chang mô hình đã làm này, mà nên tham khảo xem địa phương mình có thích hợp để đầu tư vật nuôi đó hay không. Điều đáng học hỏi là cách người nông dân này chọn vật nuôi không chịu cảnh thừa hàng dội chợ. Cũng xin nói thêm, đá gà cũng là hình thức giải trí dân gian, nhưng đá gà ăn tiền là biến tướng cờ bạc bị cấm, không khuyến khích người dân nuôi chơi, chỉ nuôi để lấy thịt. Và nội dung này cũng đã kết thúc bản tin Làm Nông Thông Minh ngày hôm nay. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.